Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft Raid. Tập này mình sẽ làm hai chuyện ha. Đầu tiên là mình sẽ đấu với con boss. Rồi. Con boss mình lượm được ở trên cái tầng cao nhất đó, đây. Để đấu được với nó là mình phải thảy cái đầu sọ lên trên cái khói này nè. Cảm giác nó vừa giật sao vậy ta? Không. Người ta mới vô game. Chắc vậy. Thì một cái đầu sọ nó tên là Skull. Đây. Chắc là cái này á. Chắc là đầu của Skeleton chứ gì nữa. Skeleton Essence Tank Skull. Này từ Skeleton Seed. Mình có đi săn con Skeleton này để lấy cái đầu của nó. Bằng việc là lấy cây ghiều đây. Cái này mới ra nè. Còn này không ra không biết sao. Đi. Tối luôn nè. Nó bắt đầu rồi đó. Đây đây, nó đây, nó đây. Ô, hụt. Chạy nhanh quá. Trơn. Ây. Quỷ này. Con. Không. Trơn. Không có luôn. Trời ơi, nè, con nữa nè. Nè xuống đi, chói quá. Nè, có nè. Rồi, đủ thôi, đang đánh. Ý khoan, mình có thể farm lên level. Đợi tí. Đợi 30 luôn á. Này mình đủ rồi, nè, có ổ chưa nữa hả? 5. Đủ rồi, 9 là được rồi. Grab nó gì vậy nè? Là mình tăng được máu của mình lên. Để coi. Ôi đúng rồi. Nó tăng lên nè. Thấy không? Màu cam á. Quá đã. Tắp nịch lên. Rồi ha. Ok. Đó. Cho bot. Đi xa chỗ này ra. Không biết con bot mạnh không nữa. Rồi. Ủa. Oh shit. Bóp lên. Ok. Ôi xèo à. Ít xèo à. Ủa sao rồi. Trời hả. Xin charm. Heart of God. Thằng này do được một cái tim màu vàng nè. Rồi cái này. Hey. Mình nghĩ nó mạnh lắm. Cuối cùng cái xèo. Ở dưới này còn gì? Flim Flam là gì không biết. Rune là gì không biết. Có cái lifesteal này khỏi sợ chết nè. Thôi mà loot tin đi. Ok. Rồi. Tạm hình cái cầu. Lửa không đốt mình được. Cái này nè. Cái charm. Là sao? Tại gọi đó chưa mà. Các bạn nào chưa biết á, thì đây là pet sửa đồ cho mình. Đây là con pet giúp mình không bị gớt chết. Đây là con nhân đôi kinh nghiệm và đây là con tự ăn cho mình. Vậy đó. Cái tập trong Minecraft 1.4.2 mình slam trước mặt luôn mà không thấy. Bó tay. Toàn nhìn nó giữa màn hình không mà, có gì? Nằm bên hông mình không thấy. Tại sao cái swarm lại hiếm như vậy? Bây giờ là bắt buộc mình phải đi khám phá chỗ khác luôn rồi. Không là phải quay lại địa ngục để đi kiếm mấy cái Glowstone á. Lên thiên đàng. Kiếm mấy con slam ở trên thiên đàng á. Ồ, mệt mẹ. Nếu mà đêm nay mình không kiếm ra được á. Xem này có gì quên tiêu rồi ta. Hồn. Có con boss đâu đây nè. Con quỷ vậy nè. Thôi, đi. Sắp sáng nữa rồi. Mình vừa tới là giờ sáng luôn rồi đó. Go. Nó nè.
Rồi để coi ha. Chút dưới này bó tay luôn. Thôi giờ đi chơi nè. Đợi buổi tối tiếp. Trong này mình đã từng vô rồi. Trên đó đó. Đó mình cần vô là đó. What? Không bắn. Trời ơi. What? Game này nó sao sao quá ta. Lại phải bắn hai lần mới được. Rồi gì được rồi đó. Ok thank you. Còn cái đây luôn. Tên ây chỉ của nick của sao sao á game mình nè. Mai năm lấy luôn lút tinh ba nhưng mà cái này cô phép thuật rồi. Magic header nè, này biến về thay như lời các bạn nói là vậy. Last stand là gì, lấy đại đi này, lấy luôn rồi. Còn bên nữa. Lim Flam. Lúc nào cũng có con lên vậy ta. Mấy cái nhẫn này mình biết cách xài nè. Chỉ cần để vô slot này thôi. Oh man. Slot này nè. Đây slot. Oh, what? Không hiện ra. Kỳ á. Đây. Đó cái nhẫn nào. Và có một nút kích hoạt. Nhưng mà cái nút đó bị trùng với mod khác rồi. Cho nên là không có xài được. Mining Boost. Tăng tốc độ đào quặng này nói gì á, mà cái cốt này đào khá nhanh này, cần gì nữa. Không. Cái đại. Giờ đi mở loot nè, tí thử này về được không á. Theo như mình tìm hiểu thì cần phải bấm control rồi chuột phải cái này mới biến về được. Về cái giường của mình đó. Chưa tối nữa. Đang là 12 giờ trưa. Ở giữa có gì không? Chỉ chẳng hông đâu. Không mà không có gì đâu. Thôi đi. Nó ăn cù đó. Đây nè. Là mình gắt không chết. Mở lúc back chơi. Hai cái à, bèo vậy. Làm cho đối thủ mình bị đói và bị dính độc. Không cần, tiếu xìu à. Cái giáp này thì đương nhiên sẽ thua cái giáp của mình rồi. Giáp mình là Dragon Chest Plate đó. Giáp gồng đó. Theo như lý thuyết thì mình chỉ cần một con slam nữa thôi được rồi đó. Mà cực khổ gì nữa. Coi bản đồ có gì vui không? Bên tay trái của mình có cái gì á? Cái này có tên gọi là Swampland chứ không phải là cái swamp bình thường. Bởi vì cũng không biết là có slam không nữa. À, ở chỗ quỷ sứ đó. Cái chỗ đó swamp mấy con quái gì á. Có vẻ là mạnh. Rồi ăn vô. Ủa, sao mà ăn được? À, mình phải đói mới ăn được. Quỷ này. À, đói kìa. Kiếm slam. Đâu với mấy con quái này chơi không? Lâu. Oh. Được hay gì? Kinh nghiệm nhóc luôn á. Cho 20 rồi.
Một gần lên cấp luôn. Ghê thiệt. Mà thôi. Kiếm slam. Rồi vậy là mình phải làm một chuyến đi lên thiên đàng rồi đó. Ừ, con này không xài. Để xài cho bạn coi ha. Thử được không? Có control nè, chuột phải. Đúng rồi. Đó đó. Vô gặp cái đó là lấy liền nha. Đây. Đó. Đứng. Có mé trong người không vậy? Không có mé là khỏi về luôn. Oh man. Cứ về cái. Rồi, chính đi. Đi thôi. Cứ biến qua làng này bị giật à. Không biết là sao. Chắc là mình đi thẳng nè. Ra khỏi làng nè, cho đơn giật nữa. Có thể là tại cái búp này nè, cái quỷ này nó búp mình đó. Rồi cái này thôi. Vô. Mình sẽ xuất hiện ở What the hell. Stone. Đá linh hồn. Có vẻ là chỗ này chỗ tồi tệ nhất có thể luôn á. Lively Netherrack. Mình có thể biến về bằng cái cuộn giấy này nè cũng không sao đâu. Giờ chủ yếu là kiếm cái gì. Qua này. Ủa mình đang tầng mấy vậy? Y67 là ở dưới hay ở trên ta? Ồ ở dưới thì vậy? Ồ, bắt. Mình cần plop ready nè. Ok. Mấy cái này là cái gì vậy? Blood needle vậy? What? Tao không có sợ mình ở đâu, kiếm tao mạnh lắm. Rồi. Ok. Đó. À, giúp đi ra, lượm tiếp. Giúp đi ra. Có không vậy? Có nó hành mình rồi. Đi. Chiến đấu luôn, mệt quá. Ồ, máu hồi kẹp ta. Bao không kịp. Đâu? Không đem block gì theo chân sao đi. Ok. Mục tiêu là mình sẽ lượm đồ lại, sau đó là biến về nhanh thiệt là nhanh. Cái cuộn giấy biến về á. Gì đi. Biến gì đi ghê quá. Chạy. Nằm trên này. Yeah. Rồi. Giấy biến về. Cuộn giấy biến về đây. Lên. Oh.
Không bao giờ vô địa ngục nữa. Không bao giờ. Trừ khi mình bất tử. Rồi. Một chuyến đi kinh dị thiệt luôn á. Kinh dị nhất đó giờ từng đi luôn. Cổng thì cần 10 block. Gì nè. Đám này để dành để làm bánh mì đi. Bánh mì siêu cấp mà mình nói đó. Giờ làm. Phẩm lên thiên đàng. Đó. Ủa. Đâu xài lửa đâu phải không? Tại vì khác á. Mình quên tiêu luôn rồi. Nước hả? Hình như là nước. Đúng rồi. Như này á. Kiếm con gì quên rồi. Sweat. Đúng rồi. Nhìn giống slam vậy. Đấy. Ủa. Mình spawn ngộ vậy. Hai. Khoan. Đừng đừng khoan 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 khoan. Trời ơi. Không bắn được nữa. Rồi gọi gì đây. Rồi. Ủa. Hên quá. Con cù. Ê đúng rồi mày. Nhìn. Chỉ có đám mây đó thôi à. Ủa. Khoan, mình vừa có cách này. Vậy nếu mình xây cái cổng này ngay chân cái chỗ đó. Ở dưới đất đó nha. Rồi lúc mình lên đây mình gót xuống là mình gót lên đó không? Xây thử. Giờ trở lại đi. Đừng có quảng quá. Mình phải đi qua bên trái nè, lùi về á. Đó. Chỗ này là chỗ tệ nhất để spawn luôn á. Giờ muốn đi vô đất liền á, là phải gì nè. Trừ khi mình có một cái à đi tới không ta, chắc tới mà. Vừa tới luôn cái này à. Rồi kiếm con sweat thôi. Chiều hôm mình không kiếm ra luôn á là phải vô cái đánh trên lần nữa. Cái nhà mà chỗ mà mình chết á, trong đó có slam ball á. Cái nhà đó thì đầy hết trơn nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Trường hợp tệ nhất thôi. Có vẻ như ý khao đã bị lỗi rồi. Không có quái. Ôi dạ. Ôi lộn 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 lộn. À hiểu rồi. Như vậy. Giờ mình biến thẳng về nhà luôn rồi phải không? Ủa. Vẫn ghi cái gừng kia mà. À. Cuộc lo à. Rồi. Ý thơ thì mình đã chơi ở cái phần Hexit rồi đó. Bạn coi lại đi ha. Bây giờ thì kiếm cái nhà đó thôi. Bên này là chỗ mình chết nè. Đây nó gì nè. Dừng kiếm ở chỗ y chang gì là được. Và mình nghĩ là cũng gần thôi. Đâu bên này á. Phải đây không ta? Hình như là không phải, này này là phù thủy. Đây nó đây. Nó nè. Mình đang ở rất là xa luôn á. Thôi. Tập này quá lâu rồi. Tập sau đi. Bây giờ mình xin lỗi hẹn với bạn một lần nữa. Nhưng mà chắc chắn là tập sau mình sẽ làm cái khinh khí cầu ha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Bye bye.